Xin chào thầy cô và các bạn. Mình tên là Nguyễn Hà Linh, học sinh lớp 5A5 trường tiểu học Tân Lập A. Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết rồi. Không khí mùa xuân tràn ngập khắp nơi nơi, vạn vật chuyển mình, muôn hoa khoe sắc thay nhau đua nở. Tô điểm cho mùa xuân là những loài hoa sặc sỡ và đặc biệt không thể thiếu là hoa đào, hoa mai. Các bạn có biết tại sao hoa đào, hoa mai lại là biểu tượng đặc sắc nhất của ngày Tết không? Hoa đào là biểu tượng đặc trưng của mùa xuân miền Bắc, hoa mai là biểu tượng đặc trưng của mùa xuân miền Nam. Để giúp các bạn hiểu rõ điều đó, hôm nay em xin giới thiệu đến thầy cô và các bạn cuốn sách Sự tích Hoa đào, hoa mai của nhà xuất bản Kim Đồng do tác giả Hiếu Minh biên soạn. Sách gồm 32 trang, mỗi trang đều có hình ảnh minh họa hấp dẫn người đọc. Nội dung cuốn sách chia làm hai phần, phần đầu là sự tích hoa đào, phần hai là sự tích hoa mai. Chuyện kể rằng ngày xưa trên ngọn núi ở Sóc Sơn có một cây đào cổ thụ, đó là nơi trú ngụ của hai vị thần tên là Trà và Ứt Lĩ, sức vóc phi thường, tinh thông nhiều phép thuật. Thủ ấy làng nào cũng bị lũ ma quỷ vào quấy phá, cuộc sống của người dân làng vô cùng điêu đứng. Nhưng riêng vùng núi Sóc Sơn thì chẳng ma quỷ nào dám bén mảng, vì chúng biết có hai vị thần sức mạnh phi thường đến đó khó tránh bị trừng phạt. Vì thế chỉ cần trông thấy cành hoa đào thôi, chúng đã hoảng sợ mà chạy xa. Cũng từ đó câu chuyện được lan rộng khắp nơi, lâu dần trở thành phong tục đẹp. Cứ mỗi năm hết Tết đến, nhà nhà đều có cành đào tươi thắm. Và cô bé tên Mai trong câu chuyện Sự tích hoa mai có liên quan thế nào trong câu chuyện? Để hiểu rõ hơn, xin mời các bạn và thầy cô đón đọc cuốn sách Sự tích hoa đào, hoa mai. Sách đang hiện có tại Thư viện Trường Tiểu học Tân Lập A. Chúc thầy cô và các bạn có một cái Tết ấm áp bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại!